các bạn. Lời nói đầu tiên Hiền gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Các bạn ơi, hôm nay Hiền mời các bạn xem cái hồ sen nó rất là đẹp. Mời các bạn theo chân Hiền nhé. Đây là toàn cảnh cánh đồng sen ha các bạn. Toàn cảnh cánh đồng sen nằm ở dưới một cái chân đồi, trông rất là nên thơ các bạn. Bên hông là có những cái cây dừa, những tán dừa tỏ bóng mát cả một khu vực. Nguyên một cánh đồng sen nằm dưới cái ngọn đồi. Ngọn đồi này là ngọn đồi Suối Tiên đó các bạn. Xe là ngọn đồi Suối Tiên, ở đó có khu du lịch Suối Tiên. Xẻ Suối Tiên thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa các bạn. Nguyên một cánh đồng sen, sen nở dưới tán dừa. Đây hồ sen nở các bạn. Quay cận cảnh để các bạn xem hồ sen nở rộ. Sen trắng nhị vàng tung tăng trong gió. Đây là toàn cảnh một cái cánh đồng sen. Xe là cái dãy núi Suối Tiên, có khu du lịch Suối Tiên các bạn. Hoa sen bông trắng nhụy vàng. Hoa sen tung bay trong gió, nhìn rất là đẹp. Xe là có những cái ngôi làng, những nhà ở quen cánh đồng. Cánh đồng sen nở rộ. Bông sen lé xanh tốt cả nhà. Đây một bông sen. Ồ, có những chú ong ở các bạn. Những chú ong đang hút nhị của cái bông sen các bạn. Bông sen bông trắng nhụy vàng đẹp lắm cả nhà. Khung cảnh nơi đây rất đẹp, rất là mát mẻ. Có những chú ong đang hút nhị. Có cái búp sen các bạn. Đây một cái búp sen chuẩn bị nở, búp sen to lá xanh, sen tốt lá xanh. Thì có một cây, trên cây có những chú cò. Sen trắng nhụy vàng tung tăng trong gió. Sen trắng nhụy vàng trông đẹp không cả nhà. Có chú ong để hút mật. Nguyên một cánh đồng sen bát ngát, nhìn thấy đẹp quay chia sẻ cho các bạn xem. Cánh đồng sen nở rộ. Sen trắng nhụy vàng nở rộ trong mùa hè nắng oi ả. Đây một búp sen to các bạn, búp sen rất to. Cái sen to, cánh đồng sen này tốt, nụ to mà chiều nở ra một cái bông là to lắm các bạn, lẽ to ghê. Một cánh đồng hoa sen xanh tốt, bông trắng nhụy vàng rất là đẹp các bạn. Mình quay lại chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Đây một nụ to nữa các bạn. Này bông đang nở, chuẩn bị nó kết thành có hạt rồi các bạn. Hiền xin kết thúc video tại đây. Các bạn xem hết video ủng hộ cho Hiền một like, một subscribe để tạo động lực cho kênh ngày càng phát triển.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video sau.